Xin chào mọi người. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hiệu quả thuốc trừ sâu Neosodan 5-5-EC cho cây lúa và cây cam. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động như bình phun, găng tay, khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bạn nhé. Bây giờ, chúng ta hãy cùng pha thuốc trừ sâu. Đầu tiên, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì để biết liều lượng thích hợp cho từng loại cây trồng. Thông thường, chúng ta sẽ pha 20ml Neosodan 5-5-EC với 10 lít nước. Nhớ khuấy đều cho thuốc tan hết trong nước. Khi phun thuốc, bạn nên chọn lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun lúc nắng gắt để thuốc phát huy hiệu quả tốt nhất. Đối với cây lúa, phun đều lên toàn bộ cây, chú ý phun kỹ ở phần gốc và lá. Đối với cây cam, phun kỹ cả hai mặt lá để tiêu diệt hiệu quả nhện đỏ. Lưu ý quan trọng, sau khi phun thuốc, bạn nhớ vệ sinh sạch sẽ bình phun và dụng cụ để không còn dư lượng thuốc, tránh ảnh hưởng đến lần sử dụng sau. Khoảng một tuần sau, bạn hãy kiểm tra lại vườn cây. Nếu thấy vẫn còn nhện thì bạn có thể phun lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về nông nghiệp, hãy truy cập vào trang web yearplant.vn. Chúc bạn một mùa vụ bội thu.